chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, viện kế chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện kế chỉ, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Như Tam, mắc thoái hóa khớp vai. Bệnh thoái hóa khớp vai là một trong những căn bệnh phổ biến hay gặp hiện nay. Bệnh này gây ra tình trạng đau mỏi, nhức và khó chịu ở phần khớp vai, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sinh hoạt, vận động của người bệnh. Các dấu hiệu của bệnh thoái hóa khớp vai rất cụ thể, người bệnh hoàn toàn có thể nhận biết thông qua các triệu chứng sau. Khớp vai cứng, hai vai người bệnh đột nhiên cứng lại, khó khăn trong việc chuyển động khi xoay bả vai, nhấc cánh tay hay cử động cánh tay. Khớp vai bị sưng lên, khi thấy hai phần bả vai đột nhiên sưng lên, kèm theo triệu chứng nóng là biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh thoái hóa phần khớp vai. Khớp vai bị đau nhức, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau âm ỉ hoặc dữ dội ở hai phần bả vai, sau đó lan đến ức, cổ gây đau, nhói từng đợt, khó khăn trong quá trình cử động. Khi cúi người, xoay người, cử động tay đều xuất hiện triệu chứng đau nhức phần bả vai. Cử động phần khớp vai phát ra tiếng động. Trong quá trình di chuyển, cử động phần cánh tay, nếu phần khớp vai có tiếng kêu lạo xạo phát ra, thường là dấu hiệu của bệnh thoái hóa khớp vai. Theo các chuyên gia, bác sĩ, thì bệnh thoái hóa khớp vai do rất nhiều nguyên nhân gây ra từ yếu tố bên ngoài lẫn bên trong. Cụ thể như sau. 1. Nguyên nhân do các yếu tố bên ngoài. Tính chất công việc. Những người làm việc nặng nhọc như công nhân, nông dân, lao động tay chân, hoạt động cánh tay khá nhiều, khớp vai hoạt động liên tục, dễ dẫn đến thoái hóa, chấn thương. Do ảnh hưởng sau các vụ chấn thương như tai nạn, thể thao quá sức, va đập, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khớp vai, làm sụn khớp bị bào mòn, nên làm sự linh hoạt của khớp vai bị yếu dần. Thói quen sinh hoạt. Những thói quen như ngồi không đúng tư thế hay gồng gánh nhiều, lâu ngày sẽ dẫn đến thoái hóa khớp vai. 2. Nguyên nhân từ bên trong. Tuổi tác. Đối với những người cao tuổi, thường có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa khớp vai nhiều hơn. Di truyền. Đối với trường hợp những người sinh ra có cơ địa khớp vai bị yếu, thường sẽ có khả năng di truyền đến thế hệ sau cao hơn người bình thường. Ăn uống thiếu chất. Đối với những ai thường xuyên ăn uống không khoa học, thiếu chất đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là dễ có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa khớp vai. Thưa quý vị, các bệnh lý về xương khớp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ có xu hướng xấu đi và nặng lên. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sớm điều trị để tránh những biến chứng không mong muốn sau này. Phương pháp kế chỉ là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Đối với các bệnh lý về xương khớp, đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.